giữa hai đô Đào Quang Trung. Mời Trung đứng dậy chào khán giả. Gặp Nguyễn Tiến Thành Dương Công. Nguyễn Tiến Thành đứng dậy. Mời hai đô vào giữa thảm. Hai đô sẽ này. Hai đôi bắt tay. Các trọng tài chuẩn bị. Hai đôi chuẩn bị. Trận đấu bắt đầu. Vâng, thi đấu của thiếu niên. Về thời gian thi đấu mỗi hiệp là chỉ có 4 phút thôi. Chúng tôi xin công bố kết quả ở lúc 0 phút 13 giây ở hiệp 1 với một kỹ thuật làm cho đối phương lên khỏi mặt thảm. Đô mang trang phục màu xanh thắng cuộc. Và hiện nay là Đô Tiến Thành.